Yến ấy, đổi bùng ý. Cảnh Trương Trương Long Bình cái đang ăn trộm xe máy. Cảnh Trương Long Bình ăn trộm xe máy. Tay trộm chuyên nghiệp Trương Long Bình. Bách. Cô Nga đang thêm chủ theo dõi để học khéo học nghề. Anh Hùng cũng vậy. Anh Thắng càng chăm chú hơn. Vừa nhìn vừa nhỏ dạ. Anh công Hoàng chắc chắn rồi. Anh Dương chuẩn bị xe để tẩu thoát rồi. Anh Đức ngồi léo mày nào anh chị ạ. Ô Phúc nhìn theo thương. Anh Nam vô giấy vô ngó tiếp. Học được nghe chứ? Học nghe chứ? Thế, chưa. Thật là khó. Không? Đầu chảy đê này. 1, 2, 3 chảy đê. Cô đê là con chảy. 1, 2, 3 chảy đen. Đây là cô Ngọc, em của cô Nga. Bây giờ bắt nữa mà. Chưa khóa. À. Anh Đức thỏ với bên chị. Coi. Anh coi anh để anh làm gì? Tôm. Ăn tôm với bên chị. Đầu tiên.